Chào các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của hệ thống điện máy Ecomat. Trong video ngày hôm nay thì em sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bác về mẫu máy giặt mới năm 2024 của hãng Electrolux. Thì như các bác đã biết thì mẫu máy giặt của hãng Elec, máy giặt máy sấy hay là máy giặt sấy thì đã ra mắt từ những năm 2021, đã khẳng định được cái chất lượng cũng như cái sự tin tưởng của khách hàng trong 4-5 năm vừa qua. Thì tiếp đà cái phát triển từ các mẫu đó thì trong năm 2024 thì hãng đã cho ra mắt một loạt cái mẫu mới từ máy giặt sấy hay là máy sấy với đầy đủ cái công nghệ như các mẫu cũ. Thêm vào đó thì máy còn tích hợp thêm những cái công nghệ nổi bật mà rất thông minh và đáng mua trong năm 2024. Thì những cái công nghệ đó là gì? Đó là công nghệ màn hình TFT sắc nét, chế độ giặt nhanh đầy tải Full Wash 45 hay là cái công nghệ giặt thông minh IntelliQuick, cũng như là thay đổi về cách thiết kế bề ngoài từ màu sắc và cái chất liệu phần bảng điều khiển và cái bo góc tròn của máy nhìn rất là sang trọng và tinh tế. Thì cụ thể thì trong video này thì em sẽ giới thiệu cho các bác một mẫu máy giặt dòng 11 cân của hãng Electrolux với mã là EWF1143R7SC, dòng 11 kg, hàng nhập khẩu chính hãng của Thái Lan các bác nhé. Dòng này là dòng Ultimate Care 700. Thì những cái công nghệ mà em vừa giới thiệu cho các bác ấy, thì như công nghệ màn hình TFT thì sẽ được áp dụng cho tất cả các mẫu máy giặt trong năm 2024, từ dòng 300, 500, 700 đến 900. Công nghệ giặt full tải Full Wash 45 cũng vậy. Còn riêng cái công nghệ IntelliQuick giặt nhanh thông minh thì sẽ tích hợp trên dòng Ultimate Care 700 trở lên các bác nhé. Như các bác thấy thì trong video này, nó là mẫu dòng 11 kg của hãng Elec với gam màu chủ đạo là xám đen, là rất là sang trọng. Bề mặt sẽ là bề mặt nhám này. Đấy, bo viền chọn rất là mềm mại, bo viền góc mềm mại. Ở giữa sẽ là cái lúm điều khiển xoay tròn để chọn các chương trình. So với các mẫu cũ ấy, thì có chút thay đổi, đó là cái phần bo viền của lúm điều khiển này sẽ là màu đen cùng màu với máy nhé, không như các mẫu cũ trước là mạ chrome này, màu sáng này. Thì cái này thì ví dụ trong quá trình sử dụng mà có xước thì sẽ nhìn sẽ không được đẹp mắt. Máy thì được tích hợp với 13 chương trình giặt rất là đa dạng đó, như là giặt nhanh thông minh này, giặt 15 phút, giặt đồ thể thao, đồ len, rũ xả vắt, chế độ vắt, đồ cốt tông, đồ cất tông tiết kiệm, đồ mỏng và mềm, đồ em bé, đồ ga, bộ đồ giường hay là giặt diệt khuẩn. Thì với tích hợp với rất nhiều chương trình giặt như vậy thì sẽ phù hợp với đa dạng nhu cầu giặt của các bác. Tuy nhiên thì như em thấy thì thường trong cái công việc giặt hàng ngày của các bác thì thường các bác sẽ chọn chương trình giặt mặc định hay là đồ cốt tông hay là đồ tiết kiệm cốt tông hay là giặt hàng ngày ấy. Thì rất ít các bác để ý đến cái chương trình giặt nhanh. Thì cái thời gian của chương trình giặt thường đấy thường sẽ kéo dài từ khoảng 1 đến 2 tiếng. Ví dụ như các bác có nhu cầu muốn đồ giặt nhanh, phơi nhanh, sử dụng cho những cái dịp đặc biệt hay là thời gian ngắn hạn cho người bận rộn, thì trong năm nay thì hãng đã ra mắt cái tính năng đáp ứng rất đúng theo cái nhu cầu của nhiều gia đình hiện nay, đó là chương trình giặt nhanh đầy tải Full Wash 45. Thì như các chương trình giặt nhanh bình thường ý, thì các bác giặt chỉ khoảng 15 phút hoặc 39 phút thì chỉ xử lý được khoảng 1/3 cái khối lượng tải trọng quần áo. Thì trong năm nay thì cái mẫu máy giặt mới này thì sẽ có thể là xử lý được cái khối lượng quần áo đầy tải trong vòng 45 phút, tiết kiệm, các bác có thể tiết kiệm đến hơn 50% cái thời gian giặt. Và cái chương trình thứ hai mà cái điểm nổi bật mà trong năm 2024 mà các bác nên cân nhắc để mua cho gia đình nhà mình một sản phẩm máy giặt, đó là công nghệ giặt nhanh thông minh IntelliQuick. Thì với cái công nghệ này ấy, thì máy sẽ thiết kế để giảm cái thời gian giặt mà vẫn đảm bảo được quần áo sạch sẽ thông qua các cảm biến thông minh và quy trình giặt được tối ưu hóa. Thì không chỉ giúp tiết kiệm thời gian này, mà còn tiết kiệm điện, tiết kiệm nước. Cụ thể thì có thể là tiết kiệm lên đến 50% so với các chế độ giặt thông thường. Về thiết kế tổng thể thì các bác có thể thấy là máy cũng thiết kế với đầy mẫu bên cạnh là mẫu 2021 này. Về thiết kế tổng thể thì các bác có thể thấy là các bộ phận
cũng không có cái gì thay đổi nhiều, chỉ có thay đổi về cái phần viền của lún và cái mặt bảng điều khiển. Với những tính năng nổi bật như vậy nhưng mà mức giá trong mẫu máy giặt mới 2024 thì cũng rất là khá là hợp lý nhé. Mẫu giặt 11 cân dòng 700 trở lên này thì mức giá chỉ khoảng nhỉnh mới hơn 15 triệu các bác nhé. Thì sản phẩm này thì bên em có bày bán tại hệ thống siêu thị điện máy Ecomart, địa chỉ ở km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh, Hà Nội. Nếu các bác có nhu cầu tham quan trực tiếp thì có thể đến tại cơ sở bên em để tham quan mua sắm cũng như tìm hiểu thêm về các sản phẩm máy giặt. Ngoài sản phẩm này có rất nhiều sản phẩm và mẫu mã của các hãng khác nữa các bác nhé. Và nếu các bác mà không có thời gian hoặc là không thuận lợi thuận tiện đi qua bên em thì có thể gọi đến hotline 0974178586 hoặc là truy cập vào website eco-mart.vn để gặp trực tiếp nhân viên tư vấn bán hàng bên em để có thể được hỗ trợ tốt hơn. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Nếu mà có câu hỏi nào thắc mắc thêm về sản phẩm mới cũng như các sản phẩm khác mà các bác muốn tìm hiểu thì có thể để lại bình luận dưới comment hoặc là gọi liên hệ trực tiếp qua bên em so qua hotline website em vừa tư vấn. Cảm ơn các bác và hẹn gặp lại.